Thưa quý vị, huyện Long Điền hiện có hơn 12.600 người cao tuổi. Trong số này, trên 99,7% đã tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, người cao tuổi của địa phương yên tâm hơn khi được chăm lo sức khỏe lúc tuổi xế chiều. Hơn 20 năm nay, dù kinh tế có phần eo hẹp, nhưng vợ chồng ông Trần Quang Sinh đều mua thẻ bảo hiểm y tế. Mỗi tháng, cả hai ông bà đi khám, lấy thuốc điều trị nhiều căn bệnh mà không phải lo nghĩ về chi phí. Vợ chồng cô giờ già cả rồi, không có đi làm gì được mà cũng có tấm bảo hiểm đó, thì nhiều khi đi khám bệnh hoặc là có cái chuyện gì bất trắc thì có tấm bảo trợ, thẻ bảo trợ đó cũng rất quý. Cái bệnh không phải lớn bệnh hết, nhỏ vẫn bệnh. Cũng mong quý cô bác nào đó chưa tham gia thì mình cũng tham gia, bị gia đình tôi từng có rồi. Có thẻ bảo hiểm y tế nên hàng tháng bà Lê Thị Kéo đến trung tâm y tế huyện Long Điền để khám lấy thuốc điều trị viêm khớp chóng mặt. Hiểu rõ lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế, bà Kéo còn vận động con gái mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm. Thẻ bảo hiểm là tôi đã mua gần 10 năm rồi, và cũng nhờ thẻ bảo hiểm thì nó cũng giúp cho mình cũng đỡ đồng tiền điều trị. Giờ mình con cái mình thì nó cũng khỏe chút đó, phần đó khi mình bệnh ngặt nghèo mình sẽ có thẻ bảo hiểm giúp cho mình. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đến nay 99,7% người cao tuổi, tức hơn 12.600 người cao tuổi tại huyện Long Điền đã tham gia bảo hiểm y tế. Trong số này, hơn 14% người cao tuổi trên 80 tuổi và người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, số còn lại đều tự nguyện mua. Chỉ tính riêng năm 2023, huyện Long Điền có hơn 30.000 lượt người cao tuổi khám, chữa bệnh, được bảo hiểm y tế chi trả trên 4 tỷ đồng. Thời gian tới, ban đại diện người cao tuổi cũng sẽ vận động các cụ đều phải tham gia thẻ bảo hiểm hàng năm, và cũng mong rằng các mạnh thường quân và xã hội tiếp tục quan tâm những người cao tuổi, có thể là 75 tuổi là sẽ được cái thẻ của chính sách xã hội, thì đó là mong muốn của những người cao tuổi. Ngoài việc nâng cao tỷ lệ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế, các cấp các ngành huyện Long Điền còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tất cả người dân trên địa bàn huyện tham gia. Nhờ đó, tính đến cuối tháng 4 năm 2024, 83% dân số huyện Long Điền đều tham gia bảo hiểm y tế. Huyện phấn đấu nâng tỷ lệ này lên 95% vào cuối năm nay. Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân xã thị trấn, hội đoàn thể, tổ chức dịch vụ thu, đi trực tiếp đến từng hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc tham gia nhưng chưa đầy đủ thành viên, theo hình thức hộ gia đình tuyên truyền để tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm y tế hộ gia đình. Quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, rà soát đánh giá mạng lưới hệ thống tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu bảo hiểm y tế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế. Rồi, 9-10 năm trời. Nhà mình có mấy người không?